mọi người. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người về cây sao băng nhá mọi người. Thì đây, cái cây sao băng này thì chắc hẳn là nó không còn xa lạ gì với mọi người nữa đâu. Tại vì nó cũng khá là phổ biến đấy, và rất là nhiều người yêu thích cây sao băng này để mà có thể trồng ở trong nhà, có thể để bàn làm việc này, để trong phòng khách hay là bàn bếp của mình đó. Hay là mình có thể ra, nếu mà mình mua về công ty mình có thể để bàn làm việc, để phòng làm việc đấy, nó rất là đẹp nhá. Thì cây sao băng này ấy, thì là một loài cây mà rất là nhiều người yêu thích. Và cái cây sao băng này thì nó là một loài thực vật mà có hoa trong họ tầm ma nha mọi người. Loài cây này thì được là một loài cây bản địa Trung Quốc và Việt Nam đó. Và đây là một loài cây lâu năm mà nó mọc cao đến khoảng 21 đến 30 cm mọi người ơi. Đó, đây mọi người thấy không, nó rất là cao và nó mọc thẳng đứng luôn đấy mọi người. Và đấy, mọi người xem là cái màu của nó đang lên này. Đó, nó rất là nhiều, nó rất là khỏe và nó lên thẳng lắm mọi người ơi. Cái thân của nó lên rất là thẳng ấy, nó không bị kiểu là bị rũ xuống đâu mọi người ơi, nó lên rất là thẳng đó. Và với cái hình cái lá của nó là lá bầu dục này, màu xanh đậm, và muối lá thì sẽ có 4 vệt màu, cái màu bạc lên lên cái lá của nó như thế này đó mọi người xem. Đó, có cái vệt này này, có cái vệt trắng trắng này ở bên kiến trên lá này này, thấy không ạ? Đó, nó rất là đặc biệt và rất là đẹp nhá. Và về ý nghĩa của cây sao băng này thì là cây có ý nghĩa là mang lại cái niềm hạnh phúc này, niềm vui cho mình và cho gia đình của mình. Nó đặt trên cái mặt lá của cây ấy, thì nó có những cái đường sọc trắng đây này, nó xen kẽ xanh rất là bắt mắt đúng không mọi người? Đấy, thì chính vì thế mà nó làm cho cái khu vườn của mình, đó ngôi nhà của mình nó trở nên nó trở nên thoải mái hơn này, nó bớt nhàm chán hơn và bớt đơn điệu cái ngôi nhà của mình hơn đấy mọi người. Và đặc biệt ấy thì cái cây sao băng này ấy, về đặc điểm thì lá của nó sẽ mọc đối xứng nhau và có hình bầu dục dài, có 8 gân này, mặt lá của nó sẽ màu xanh thẫm này, giữa các cái lá thì có cái gân màu trắng đốm như thế này đó. Cuống lá thì của nó thì rất là ngắn mọi người ạ. Đó, thì hoa tự hình tán này, mọc nách, mọc ở phần nách lá phía trên này mọi người ơi, nó sẽ mọc như này. Đó, hoa thì nhỏ màu trắng và nở vào tháng 10. Để trong nhà thì làm cho ta cái cảm giác, làm cho chúng ta cái cảm giác là rất là mát mẻ. Và có thể là mình sẽ để ở trên bàn làm việc nè, trồng xen với cả tất cả các cái loại cây khác ở trong vườn của mình đó, dưới tán cây. Và cũng có thể là cắt đi cái phần lá kia mà mình thấy nếu mà mình nhiều quá thì mình cắt bớt cái lá đi. Thì cái cây này thì nó cũng có hoa, nhưng mà hoa của nó màu trắng và nó cũng sẽ có hoa vào tháng 10 mọi người. Và nó kiểu cái này cũng nhỏ nhỏ ấy mọi người, cũng khó, chắc là cũng khó ra hoa, nhưng mà nó vẫn nó ra hoa nha mọi người, nó có hoa ấy. Kiểu là mình chăm sóc như thế nào để cho cây có thể ra hoa và phát triển tốt thôi mọi người ạ. Thì về cách chăm sóc thì mình chia sẻ một chút về cách chăm sóc. Thì cây sao băng này thì là một loài cây mà nó ưa bóng râm và ẩm nhé mọi người, dưới ánh sáng yếu, và cây có thể sinh trưởng vào mùa hè thì mình có thể che bóng và tưới nước cho cây, định kỳ là phun nước lên cây và để cho cây có độ ẩm nhé mọi người. Đó, để cho cây có độ ẩm và có thể là cây sẽ phát triển tốt đấy. Còn cây sao băng này thì nó lại là một loài cây mà có thể là mình sẽ trồng ở trong nhà thì nó sẽ mang lại cái không khí của cái cảm giác rất là
thanh mát chứ mọi người. Đó, cây sao băng này thì là một loài cây mà nó có kiểu là thân thảo này. Đó, cây này là cây thân thảo nha mọi người, và phân rất là nhiều cái lá như thế này. Đó, cây nó rắn, khá là mịn đấy mọi người, và mọc thẳng đứng, có màu xanh nhạt này, và hoa của nó rất là đẹp. Về tốc độ sinh trưởng thì cây này có tốc độ sinh trưởng khá là nhanh và phù hợp với môi trường khá ẩm đấy. Thì theo sở thích của mỗi người ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn cây cho mình này, và có thể trồng cây theo cái ý muốn của mình, như kiểu là trồng giỏ treo này, hay là mình có thể trồng thành bụi trong bồn, hay là mình có thể trồng vào trong chậu như thế này. Đó, mình chọn cái loại trồng như thế nào cũng được, tùy vào cái sở thích của mình thì mình trồng thôi mọi người ơi. Đó, thì mình có một số cái lưu ý khi mà mình trồng cây sao băng này nha mọi người. Thì một số cái lưu ý này để cho mọi người có thể chú ý hơn khi mà mình chăm sóc cây nhá. Đó, thứ nhất là cây thì ưa ẩm râm này, và chỉ cần tưới nước cho cây và trồng để cho cây ngoài ánh sáng tự nhiên là cây có thể phát triển tốt. Là mình chỉ tưới một tuần thì mình tầm 3-4 lần thôi mọi người. Thì cây này cũng là dạng thân thảo ấy, nó cũng ưa ẩm ấy, thì mình để cho cái phần đất nó luôn ẩm nhá mọi người, thì cây nó sẽ kiểu là luôn tươi, và nó sẽ luôn mọc thẳng đứng và tươi mát như thế này, chứ không bị héo nha mọi người. Nếu mà cây có tình trạng là bị héo ấy, hoặc là bị rủ xuống, thì cây có khả năng là cây đang bị thiếu nước nha mọi người. Mình chú ý là mình tưới nước cho cây đều đặn ra. Đó, và thứ hai là khi mà mỗi lần ra hoa tàn ấy, thì hãy dùng kéo cắt bỏ những cái cành hoa héo, như vậy thì cây mới có thể phát triển tốt và không bị sâu bệnh đi. Ví dụ giả sử mà mình trồng cây này mà mình nó ra hoa ấy mọi người, thì mình đến lúc mà hoa héo đi mình cắt bỏ đi để cho cây có thể phát triển và ra hoa vào mùa sau nữa, chứ để như vậy á sợ cây nó kiểu là bị khô ấy, nó kiểu là hoa đã héo rồi thì mình cắt bỏ đi, mình không cần phải giữ nữa, tại vì thân cây nó sẽ phát triển và nó sẽ ra mầm mới để mà nó có thể nuôi dưỡng cây và ra hoa mới vào mùa sau đó mọi người chú ý nhá. Và khi cây xuất hiện những cái biểu hiện như là lá vàng này, lá úa này, là héo thì chúng ta phải cắt bỏ đi luôn. Đó, những cây đó thì nó đã bị héo rồi, bị vàng rồi thì mình cắt bỏ đi, mình không để lại nữa, tránh cái việc là lây ra các cái lá khác và làm cho cái cây của mình không được đẹp nữa. Đó mọi người ạ, mình cắt bỏ đi những cái phần lá vàng, lá úa, lá héo đi. Đó, để cho cây luôn lúc nào cũng xanh mát, tươi mát, và cảm giác kiểu là mình nhìn vào cái cây rất là đẹp. Đó, luôn xanh tươi như thế này thì cái nguồn năng lượng trong con người của mình nó cũng sẽ tốt lên nha mọi người. Đó, và khi bị rụng lá thì chúng ta phải lấy các cái nhánh cây có hiện tượng mềm rụng xuống này, là những lúc mà chúng ta cần phải chăm sóc đặc biệt cho cây, là mình phải chăm sóc kỹ càng cho cây, không thì cây nó bị rụng hay bị ngưỡng gì ấy đó mọi người, bị hỏng ấy mọi người, thì lúc đấy mình cần phải thay cây mới đó mọi người, mình phải chú ý mình chăm sóc cây thật là kỹ nha. Đó, và mọi người mà có nhu cầu mua cây thì mọi người liên hệ qua số hotline, và mình có để cả địa chỉ của showroom cây đời ở ngay màn hình góc trái nha mọi người, thì mọi người có thể liên hệ mình qua số điện thoại hoặc là mình có thể nhắn tin gọi điện cho mình luôn nha mọi người. Đó, thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn về cây sao băng này, và mọi người có nhu cầu thì bên mình đang có kiểu làm, bên mình vẫn luôn ship toàn quốc và tư vấn trọn đời cho mọi người, và tới đây thì cũng rất là nhiều phần quà ưu đãi cho mọi người, nhanh tay nhất mà mình đến đây mình mua combo này. Đó, ví dụ như là mình mua combo cây sao băng với cả là một cây vạn niên thanh đi. Đó, thì mình có thể là mình sẽ được giảm giá này. Đó,
có thể là mình sẽ được giảm giá hoặc là mình sẽ có những cái phần quà nó nhỏ, phần quà nhỏ thế. Thì mong là mọi người có nhu cầu, mọi người có thể liên hệ mình qua số điện thoại nhé mọi người. Mình sẽ tư vấn kỹ hơn. Và mọi người có thể là comment chấm ở dưới comment đấy mọi người, để lại thông tin cho mình sẽ liên hệ lại với mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.